Cuối giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì buổi tiếp Chủ tịch Đại học Tỉnh lập Nagasaki, Nhật Bản, Shinobu Inanaga và các giáo sư của trường đến thăm làm việc tại Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cảm ơn Chủ tịch Đại học Tỉnh lập Nagasaki đã hỗ trợ và triển khai dự án khóa bồi dưỡng kiến thức về dinh dưỡng và sức khỏe học đường cho thành phố Đà Nẵng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến, đây là dự án có ý nghĩa lớn đối với thành phố, đặc biệt góp phần vào sự thay đổi công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố bằng việc bổ sung các kiến thức về dinh dưỡng cho các thầy cô. Từ đó các em sẽ có một thể trạng tốt và học tập tốt hơn. Chủ tịch Đại học Tỉnh lập Nagasaki Shinobu Inanaga bày tỏ vui mừng và cảm ơn lãnh đạo thành phố đã nhiệt thành hỗ trợ để dự án sẽ chính thức được triển khai tại Đà Nẵng trong những ngày tới. Đồng thời hy vọng dự án lần này sẽ góp phần củng cố mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam nói chung và mối quan hệ giữa nhà trường và Đà Nẵng nói riêng.